Second shot. The coming down. Is here, yeah? Landing to this. Let's have quick one. Will be the same framing. This and this one, you see? And then these ones are different. He will also make sure that everything's been done. Thông thường để lâu. I remember. You can check what time code? Yeah. 30. Anh không cần gạt, anh đặt mạnh đúng không? Cho em. Nhanh hơn, cho em. Em không uống thứ này đâu. Hãy nói không với mật gấu và các sản phẩm làm từ gấu để bảo vệ các loài gấu của Việt Nam. Mình làm. No, I think the first one. You want to look at the acting, the lighting, the framing. Yeah. No, because I'm... Mình làm xuống giường mật gấu. Second, cái acting here. Cậu đến lâu chưa? Mình gọi gì uống chứ? Vâng, anh muốn uống gì ạ? Mình làm suốt rượu mật gấu nhé. Nào, chúc sức khỏe. Không, em không uống thứ này đâu. Hãy nói không với mật gấu và các sản phẩm làm từ gấu để bảo vệ các loài gấu của Việt Nam. Nếu bạn thấy gấu bị buôn bán, vận chuyển hoặc quảng cáo trái phép, hãy liên hệ với đường dây nóng của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên 1800 1522. Các khóa tập huấn của IGF cũng đã giúp INV có các sản phẩm đầu ra là các thông điệp truyền hình ngắn để giúp INV có thể chuyển tới đài truyền hình Việt Nam phát sóng trên sóng truyền hình trên toàn quốc. Nhờ đó, cái nhận thức của người dân Việt Nam về vấn đề mật gấu và nuôi nhốt gấu trái phép ở trong các trang trại được nâng cao.